Người Việt mình nói là khẩu xà tâm Phật. Cái câu đó thời buổi này hoàn toàn sai thưa quý vị. Một người có tâm Phật không thể nào, tức là cái tâm Phật thì sẽ thốt ra những cái lời như hoa sen, như tươi, tắn, rồi xong rồi cái đầu người ta, khi mà tâm người ta Phật thì trong đầu người ta có cái gì dơ bẩn không thưa quý vị? Cho nên khi mà mình nói người nào đó mà khẩu xà tâm Phật thì đó là một cách hình thức ngụy biện thôi. Những câu cái chuyện cười nó như này quý vị, tức là nó phải dính líu gì tới cái nội dung mình đang kể, mình đang nói chuyện, chứ không thế nào mà mình nói tự nhiên cái câu chuyện này nó không dính líu gì cái mỗi chuyện cười kia, cái mình đi mình kể là nó vô duyên. Thí dụ như ngày hôm nay mình đang nói về vợ chồng của anh Dũng là Vôi hay với lại chị Hai Cuồn Cuộn, thì đương nhiên là những cái mỗi chuyện cười nó phải dính líu. Thí dụ gì đi, nhiều chị Hai với đấy, quý vị, Phương Hằng tôi là một người tử tế, đời sống chỉ sống có một lần, chết một lần thôi, cho nên nghĩ sao đừng có hù tôi nha, tôi sợ quá, đừng có hù tôi là người tử tế, quý vị giờ không biết dạy chồng, cái con Thu Phương không biết dạy chồng của mình, ví dụ vậy, thì tự nhiên cái mình cũng nghĩ, ồ chị này chắc chỉ dạy chồng giỏi, giỏi tới nỗi mà chỉ thoát với trai, chỉ chuyển tiền cho trai. Leo lẻo chỉ nói với trai vật vả cuồn cuộn vậy đó, mà chỉ vẫn dạy được người chồng là luôn luôn biết ơn vì đã hy sinh. Ông coi điều được, ví dụ Phương Hằng nói anh, cái chuyện đó là em là do anh, em hy sinh cho đất nước. Cái người chồng, dạ vợ tôi hy sinh cho đất nước, anh phải thương em nhiều. Dạ nếu có một clip tôi yêu thương một, nếu có một clip tôi yêu thương một, nếu có hai clip tôi yêu thương gấp hai, ví dụ gì. anh chia nửa gia tài tài sản cho nó ra trong 5 ngày nữa nó phải xuất hiện. Dù hoàng yên con, trong vòng 5 ngày con phải xuất hiện để chữa 100 bệnh nhân câm điếc đuôi mù, ví dụ vậy, đúng không? Cái đó là cách dạy chồng của chị thì ok, thì cái đó là chị có một học trò ngoan quá, đúng không? Còn thí dụ như là người ta nói ông Dũng là do ông Dũng là vô vợ ông nó cắm sừng ông vậy đó, mà ông cái Dũng là vô gì, em cấm sừng anh, mình không, em đang hy sinh vì đất nước, em đang hy sinh vì đất nước, ví dụ như thì đương nhiên thì kế tiếp tới đó thì mình cũng có một cái câu chuyện cười nó phải phù hợp, đúng không? Ví dụ như có hai vợ chồng này tối nằm bên nhau, cái vợ thỏ thẻ anh khai thiệt đi, trời nào giờ anh có bao giờ anh phản bội em không? Cái giờ chồng nói không có đâu, anh là lúc nào cũng yêu thương em, anh cứ gì khai thiệt đi, em tha thứ hết, anh cứ gì khai thiệt đi. Cái anh chồng ok tha thứ phải không, thì anh cũng có ít nhất thì cũng ba lần phản bội em. Khi bắt đầu phụ nữ mà nói tha thứ đâu có, trời đất ơi anh phản bội tôi ơi, thứ ba cái con nó chắc nó đẹp hơn tôi, chắc nó sexy hơn tôi, trong khi cho tôi bắt đầu lu la lên cái máy lòi đó, trong khi tôi một lần chung thủy với anh tôi chỉ có một lần là tôi phản bội anh. Cái anh chồng trời đất luôn, trời đất ơi em phản bội anh hả, thì sao nhau thế sao cái bài hôm hết không. Sorry anh, em bằng một lần có một lần thôi, đâu có bằng anh, em bằng tới 3 lần nữa. Cái anh chồng nói em bằng anh tới 1 lần hả, em bằng bội anh nào với ai, em bằng bội với lại cái đội bóng U20. Phản bội có 1 lần thôi mà với cái bội, cái đội bóng U20 á, 11 thằng. Em phản bội anh có 1 lần với đội bóng U20. 11 thằng nó trẻ quá mà có 1 lần. Đó, chuyện là vậy đó thưa quý vị. Thì cái câu chuyện cười nào nó cũng phải có dính líu tới cái vấn đề mà mình đang nói, đúng không? Chứ nếu mà mình kể câu chuyện cười không dính líu gì hết trơn. Thí dụ như là Phương Hằng tôi nói là nghệ sĩ tại sao không chịu lên tiếng, các anh các em và nghệ sĩ không chịu lên tiếng, cái cuối cùng cái các con thương yêu của mẹ cái để hình 4 đứa con
không dính líu gì trường tự nhiên đó, cái đó là cái sự không dính líu thưa quý vị. Rồi còn bây giờ sao đây đó, phần tôi rồi đó, ông bắt đầu câu chuyện đi. 2, 3. Ok, thưa quý vị, cái câu chuyện là như thế này. Không đúng. 2, 3. Chuyện như vậy. là 2, 3. Chuyện là vậy. Thưa quý vị, hôm qua quý vị đã biết rồi, chị Nguyễn Phương Hằng với lại ông xã của chị đó là anh Dũng Lò Vôi có livestream, có hẹn nhau là có một cái buổi phỏng vấn trực tuyến trên cái kênh của anh Vũ Hoàng Lân là Phố Bonsa TV. Ok, thì trên cái kênh trong cái cuộc phỏng vấn trực tuyến đó thì anh chị cũng có trả lời một số câu hỏi được đặt ra, và trong đó có một số câu hỏi của ông nhà báo Đoàn Trọng, đúng không, quý vị có biết chuyện đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, thưa với lại quý vị khán giả của chúng tôi, là trước khi mà trực tiếp trả lời phỏng vấn trên Phố Bonsa TV thì chị Nguyễn Phương Hằng chỉ có làm một cái livestream riêng cho cái kênh Đại Nam Trường Đua của chị. Và trong cái livestream đó đó thưa quý vị, là chỉ có những cái lời lẽ mà Nam Quang không thể nào diễn tả nổi, là nó vô cùng khủng khiếp, mà nó đã cho thấy được cái đó là cái bản chất thật của cái con người của chị, mà từ trước đến giờ Nam Quang với lại anh Nguyễn Tiến Dũng đã đề cập tới. Bây giờ cái con người đó nó đã bị lòi ra rồi, gọi là mình phải dùng cái chữ là hiện nguyên hình. Thì Nam Quang không có nói suông, mà Nam Quang sẽ cho quý vị nghe cái đoạn clip đó và thấy được là chị Nguyễn Phương Hằng là cái người như thế nào. Chứ còn không có phải là giống như chị nói là chị đóng vai ác đâu, thưa quý vị. Con người của chị là như vậy, chứ không có đóng cái vai gì hết á. Lâu lâu chị đóng vai hiền thôi, chứ còn không phải là chỉ là ác mà đóng vai Bồ Tát á. Ok, người Việt mình nói là khẩu xà tâm Phật. Cái câu đó thời buổi này hoàn toàn sai, thưa quý vị. Một người có tâm Phật á, không thể nào, tức là cái tâm Phật thì sẽ thốt ra những cái lời như hoa sen, như tươi tắn, rồi xong rồi cái đầu người ta, khi mà tâm người ta Phật thì trong đầu người ta có cái gì dơ bẩn không, thưa quý vị? Cho nên khi mà mình nói người nào đó mà khẩu xà tâm Phật thì đó là một cách hình thức ngụy biện thôi, ngụy biện cho những cái lời lẽ thô tục cộc cằn ác độc thôi, để cho nói những người ô không sao đâu, cái người đó khẩu xà tâm Phật. Xin thưa, những người tâm Phật không bao giờ thốt ra những cái lời cay đắng miệt thị độc ác như vậy. Cho nên sau này, ngày xưa cũng vậy, lúc còn bé thì Dũng cũng có tin là sẽ có khẩu xà tâm Phật. Nhưng khi mà có nhận thức cái lên, Dũng không tin là trên đời này có người người có khẩu xà tâm Phật. Bởi vì cái tâm toàn là dao găm không, thì cái lời thốt ra sẽ là nọc độc của loài rắn. Không, Dũng không có, Dũng không có được bị cái câu mà khẩu xà tâm Phật nó thuyết phục. Đúng không? Yeah. Có thể khẩu Phật tâm xà thì có, những người mà tâm mà độc ác á, người ta biết luồn lách, người ta nói những cái lời ngọt ngào ru ngủ, người ta nói này nọ, thì có thể có. Đúng không? Cái người đó khôn ngoan, cái người đó tâm địa độc ác, rồi xong người lém lĩnh, rồi xong người mưu mô này nọ kia, thì người ta sao, người ta dùng những cái từ ngữ ngọt ngào để đạt được mục đích của người ta, thì cái lời ngọt ngào đó là lời Phật. Còn tâm xà thì có, nhưng khẩu xà mà tâm Phật là không. Không có thể nào mà cái tâm Bồ Tát mà lại thốt ra được những cái lời mà coi như là đau to, gươm giáo, rồi độc ác, rồi ma lị xúc xỉm người ta như vậy, rồi nói là cái đó là khẩu xà mà tâm Phật. Cho nên Dũng hoàn toàn không bao giờ đồng ý với cái câu khẩu xà tâm Phật, mà đồng ý với cái câu khẩu Phật tâm xà.